Mẹ bỉm sau sinh có được tắm rửa hay không? Cái gì cũng hay, có cái hay là dở. Để bác sĩ Gấu Trúc nói cho các mẹ nghe nha. Chuyện tắm rửa sau sinh chắc chắn là phải được. Đây là một nhu cầu cơ bản của mỗi người. Các mẹ ngày xưa, các cụ quan niệm ngày xưa thì 1 đến 3 tháng mới được tắm để khỏi nhiễm lạnh, nhiễm độc. Nhưng mà thực ra bác sĩ Thắng đã nghiên cứu rất là kỹ rồi, không có một cái nhiễm lạnh hay nhiễm độc nào do cái chuyện tắm rửa gây ra cả. Mà cái chuyện tắm này ngược lại lại có ích cho chúng ta. Bởi vì mẹ không tắm thì sao? Mẹ không tắm thì chúng ta sẽ bị dơ. Bị dơ cái này là cái gì? Là vi khuẩn này, là mồ hôi này, là trong quá trình chúng ta rạn sinh, chúng ta đi mổ nó sẽ tích tụ lại. Và nếu không tắm rửa, những vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng vết mổ, gây nhiễm trùng vết thương của chúng ta, thậm chí có thể là lây nhiễm lên em bé nữa. Chỉ có một số lưu ý khi mà chúng ta tắm sau sinh hoặc là sau mổ, thì đó là có thể là nhờ người nhà dìu vô phòng tắm và có thể nhờ người nhà lau cơ thể bằng khăn mát, khăn ấm. Còn đối với trường hợp sinh mổ cần lưu ý hơn nữa ở cái vùng vết thương, thì vùng vết thương này sau khi tắm phải đảm bảo thật là khô, khi mà vết mổ khô không tạo cho chúng ta cái môi trường mà để cho vi khuẩn nó phát triển. Điều đó là điều quan trọng nhất đối với những mẹ sinh mổ. Vậy thì chúng ta có thể tắm, yên tâm tắm sau sinh nhé. Vậy nha, các mẹ cứ yên tâm.